Thưa cô chú anh chị và các bạn, hiện tại sáng sớm là Khang Dương Ngộ vào thắp hương cho cầu năm sáng sớm. Ở sao Khang hôm qua sao không thấy Khang ở đây vậy? Lên nhà cho anh đốt nhang cầu năm luôn hả? Trời ơi đã không? Hôm qua đi lên cho anh cầu năm thấy cầu năm có cười không? Qua đi. Vậy là YouTube đứng ở ngoài hết, chỉ là mình Khang được vô trong nhà đúng nha cho cậu rồi hả? Ngoài web luôn. Biết bà lò. Tại ổng không quay, còn Khang không quay, Khang lên đúc nha cho cậu mà. Ở gì vậy? Tưởng đâu mới sáng gì nổ chứ. Tưởng đâu ai gài lựu đạn á. Qua tránh hồng loan thấy hồng loan cười hoài luôn hả? Khang nhà gì? Là sửa nhà lại chỗ bàn thờ cậu hả? Trời ơi, à, vậy Khang thấy Khang lên chứ còn dữ ra. Có đãi ăn uống gì không? Trời ơi, qua phải biết đi theo Khang, đi theo đi vô nhà đốt nhang cậu. Không cho vô hả? Không quay mà, không bỏ máy ở ngoài hết, đi vô đốt nhang cậu trong đi ra. Nói thôi chị Loan à, thông cảm đi, em vô đốt nhang cậu em la liền, em không có quay gì trong nhà chị. Có tao bằng thợ cậu này kia. Đốc thuốc cậu đi. Họ gì gì có á. Hỏi chị Nhi là chị Nhi có thuốc á. Thấy không? Kìa, chị Nhi đem vô kìa. Qua đi Sài Gòn luôn trời, lên nhà cậu năm luôn. Lên đốt nhang cậu năm. Bữa nay có nói với cậu gì không? Nó hôm qua con lên nhà con thăm cậu vậy. Hôm nay sư phụ mày có lên cảnh đó không? Sư phụ vừa lên tới nhà quay gì đó cũng... Lên sớm không lên, lên sớm quay khúc chị Loan la tò. Bữa nay chị Loan la tò nữa hay gì nè? Phải không? Sáng ai cũng cà phê bắp cho cậu, hai chai bưởi, hai bưởi với qua giờ. Thì Khang cũng hôm qua cũng có lên nhà Hồng Loan, cũng nói với chị Hồng Loan là xin được vô nhà đốt nhang cho cậu. Và anh em YouTube là ở bên ngoài hết, không ai được vào. Khang mến mộ cậu rồi đi lên tới nhà thăm cậu rồi đốt nhang cho cậu. Còn mộ thì sáng nào cũng vô lau chùi đốt nhang đốt thuốc cho cậu. Khang quá thương cậu quá anh. Có khán giả tới viếng mộ cậu ha, con chú anh chị ơi.
Thank you.